Như vậy thì quý vị mới đặt ra một câu hỏi như vậy thì vitamin K được chia thành mấy loại và chúng có có trong cái nguồn thực phẩm của chúng ta ăn vào hàng ngày hay không? Thì thưa quý vị là thường là vitamin K thì có hai cái loại tự nhiên, đó là cái loại vitamin K1 thì bác liệu đã nói rồi, thì còn gọi là phylloquinone. Thì chúng ta tìm thấy trong cái thức ăn tự nhiên và một cái loại thứ hai là cái vitamin K2 còn gọi là menaquinone thì được tạo ra bởi những cái vi khuẩn là những cái lợi khuẩn ở trong đường ruột của chúng ta còn một cái loại vitamin K, K, tổng hợp nữa đó là vitamin K3 thì chúng ta thấy là vitamin này đó thì đó có uh, vitamin K1 và K2 thì là tự nhiên nó không có độc nhưng mà cái dạng tổng hợp K3 thì nó có độc tính uh, đó là gọi đặt người ta đặt tên đó là menadion thì nó có độc tính và bây giờ hiện tại thì không được sử dụng trong cái các cái chế phẩm về dinh dưỡng của chúng ta rồi hiểu được cái lợi ích rồi thì làm sao chúng ta lấy được cái nguồn vitamin đây quý vị thì bác liễu xin giới thiệu những cái thực phẩm mà giàu cái vitamin k 1 là có trong thực phẩm thì cái hàng đầu đó là chúng ta thấy là trong cái cải bó xôi còn gọi là cái rau bina đó quý vị. Rồi trong các loại bắp cải thì chúng ta có bắp cải trắng nè, bắp cải xanh nè, bắp cải tím nè, tất cả các loại bắp cải. Rồi khi chúng ta nấu chín lên thì đều có cái vitamin k 1 ở trong đó. Và đặc biệt là các loại ra rau rá xanh đậm màu như là rau cải xanh, rau xà lách, rau muống, à, à, các loại bông cải, bông cải xanh nè, trong cái măng tây nè, trong cà rốt nè, trong dưa leo nè, trong củ cải trắng hoặc là trong những cái loại rau thơm mà chúng ta dùng mà ăn hàng ngày đó quý vị, ví dụ rau húng quế nè, rau cần tây nè, rau ngò nè, rau kinh giới nè, rau đinh hương nè, đó trong các loại gia vị như là ớt bột hay là bột cà ri và còn có trong một số loại quả chứa cái vitamin K thì cái vitamin K mà trong các loại rau trong các loại rau đó thì thường là nó nhiều hơn trong các loại quả của chúng ta. thí dụ như chúng ta thấy là quả bơ nè, quả mận nè, quả nho khô nè trong trái cây sấy khô thì một số các loại mà mà trái cây khô đó thì nó có một ít vitamin K à, trong các loại dầu đậu nành dầu ô liu hay là trong các bơ mà nguồn gốc từ thực vật đó, à, chúng ta thấy như vậy là ăn uống thì cũng có thể là chúng ta cũng cũng có thể là à, đủ được một số các vitamin đúng không quý vị còn cái vitamin K2 thì hồi nãy bác liệu có nói rồi À, phần lớn thì nó sẽ được à, các à, vi khuẩn có lợi trong đường ruột chúng ta sản xuất ra và nó được hấp thu à, đi vào máu. À, còn một số các loại thực phẩm mà có vitamin K2 đó là một số các loại thực phẩm à, lên men. Thí dụ đó là trong cái thực phẩm natto nghĩa là đậu tương lên men thì chúng ta thấy là chúng ta có một cái món ăn mà gọi là tương bắc đó quý vị. Đó cũng là một cái loại mà cung cấp vitamin K2 rất là nhiều ha. Ngoài ra thì trong mỡ heo nè, trong gan của một số con, thí dụ gan bò, gan ngỗng đó thì uh, uh, trong thịt gà, uh, cái thịt sông khói đó thì chúng ta cũng thấy có hoặc là bơ động vật đó là phô mai làm từ sữa đó quý vị, hoặc là trong cái lòng đỏ trứng, hoặc là trong cái sữa béo nguyên chất đó thì đó là một số cái thực phẩm mà chúng ta thấy là nó giàu cái nguồn vitamin K cũng dễ tìm phải không quý vị? đó thì cũng giống như các loại vitamin kia thôi, thì chúng ta ăn đa dạng ăn đủ chất thì chúng ta cũng có thể là đủ rồi, chúng ta không có thiếu hụt. như vậy thì những cái đối tượng nào thì dễ bị thiếu hụt vitamin k? thì chúng ta thấy nhất là đối tượng thứ nhất đó là các trẻ sơ sinh và đặc biệt là những trẻ mà sinh non thì là rất là thiếu. bởi vì sao mà thiếu? vì thứ nhất là chúng ta thấy là trong cơ thể trẻ mới sinh ra thì các loại mà lipid nghĩa là các loại chất béo đó và các loại vitamin k đó thì nó uh, không có đi qua được cái nhau thai mà cái sự liên lạc nuôi dưỡng của đứa bé trong bụng mẹ là phải qua được nhau thai thì những cái chất bổ dưỡng của mẹ muốn được truyền qua cho con thì nó sẽ đi vào bánh nhau nó đi vào dây rốn và nó đi vào đứa bé nhưng mà những cái vita, vitamin k này thì nó không có đi qua cái nhau thai rất ít cho nên là cái đứa bé nó sinh ra nó cũng không được thừa hưởng cái vitamin k của mẹ đó và à, thêm một cái lý do nữa đối với gan của trẻ sơ sinh thì nó cũng chưa có hoàn chỉnh cho nên là nó sẽ à, à, cũng không có tổng hợp được những cái loại mà những cái yếu tố mà đông máu trong cơ thể cũng ít vitamin k cho nên là nó cũng cái yếu tố đông máu của trong cái trẻ sơ sinh nó cũng không, không có mạnh được đó và chúng ta thấy là khi bà nuôi con thì sữa mẹ cũng ít có vitamin K nữa. Nó không ít qua cái đường đường sữa nữa. Và đường ruột, quan trọng là đường ruột của trẻ sơ sinh. Nó có ăn uống gì đâu nó cũng chưa có gì thì đó cũng vẫn là rất là vô trùng nó chẳng có nó chưa có nhiễm cái con uh, vi khuẩn có lợi nào trong cái đường ruột của nó trong những cái ngày đầu uh, trong ngày đầu đời của nó cho nên đó là đó cũng chẳng có đường như vậy thì không có những cái lợi khuẩn ở trong đường ruột thì đồng nghĩa là cũng không có cái vitamin K2 như vậy thì khi mà ở đối với một số các đối tượng uh, vì lý do nào đó mà không thể cung cấp được không thể uh, uh, lấy cái nguồn vitamin K ở trong cái chế độ ăn của mình thí dụ như nè uh, vì uh, uh, những cái bệnh lý uh, người ta vì những cái nghề nghiệp người ta không thể nào uh, đi chợ thường xuyên người ta không có ăn được những cái thức ăn mà tươi đó à, không có đa dạng được cái nguồn thực phẩm trong cái bữa ăn của mình mà thường ăn những cái bữa ăn công nghiệp chẳng hạn đó rồi à, hoặc là vì vấn đề về kinh tế gia đình cũng không thể à, có được cái nguồn thực phẩm đa dạng phong phú nữa đó thì rồi một cái đối tượng nữa mà chúng ta thấy đó là những cái đối tượng mà bị cái cơ địa mà rối loạn hấp thu chất bở trong ruột á à, chẳng hạn như là những cái bệnh nhân mà bị phẫu thuật cắt bỏ ruột ra đó thì à, họ cũng bị hạn chế cái hấp thu này à, hoặc là những cái người mà bị những cái hội chứng rối loạn về tiêu hóa à, đặc biệt là cái hội chứng ruột kích thích nè hội chứng viêm ruột bản tính nè bệnh celiac thì những cái đối tượng này thì cái mà hấp thu cái uh, chất dầu mỡ cũng kém mà một số các chất thì uh, uh, cũng không hấp thu được uh, cho nên là dù thực phẩm có đưa, đưa vào thì ruột cũng không hấp thu được thành ra họ vẫn bị thiếu cái vitamin k và đặc biệt một số các bệnh nhân bị bệnh lý về gan mật bị tắc nghẽn mật thì cũng làm giảm cái sự hấp thu vì cái búi mật nó hỗ trợ cho cái việc hấp thu vitamin k bây giờ nó cái việc sản xuất mật và cái tắc nghẽn đường vật nó cũng làm giảm cái sự hấp thu vitamin k của cơ thể và đối với một số người uh, lạm dụng cái cứ dùng kháng sinh một cách vô tội vạ À, thì nó cũng sẽ làm diệt những cái lợi khuẩn của đường ruột. Chính vì vậy là chúng ta sẽ mất đi một cái nguồn vitamin K2 đáng kể trong cơ thể nha. Cho nên là quý vị nhớ nha. Không sử dụng kháng sinh bừa bãi. À, khi sử dụng kháng sinh thì chúng ta phải có ý kiến tham gia cái ý kiến tư vấn của các chuyên gia về y tế chứ không được tự ý sử dụng. Chúng ta thấy là ở Việt Nam thì cái chuyện này nó như bác Liễu nói những lần trước nó như là vấn đạn rồi, người ta cứ tự động người ta đi mua thuốc, người ta sử dụng, người ta thấy cái toa cũ và tốt người ta lấy đi, người ta mua kháng sinh đợt này dùng. Thấy kháng sinh lần trước là tôi bị viêm phạm và tôi uống cái toa này tốt là tôi giữ lại cái toa này lần sau tôi đi mua thì cũng chẳng cần phải tư vấn bác sĩ đó. Thì chính vì những cái điều này, thứ nhất làm chúng ta kháng thuốc về sau chúng ta không còn thuốc để điều trị nè là vì nó kháng thuốc rất là nhiều rồi cái thứ hai là chúng ta làm cái bất lợi cho cơ thể chúng ta đó là giảm cái hấp thu vitamin và đối với một số người là trong bệnh còi xương thì chúng ta thấy rồi những người mà bị còi xương độ xương không chắc khỏe coi chừng là thiếu vitamin k hồi nãy đó chúng ta thấy vai trò của k đó đó là đặc biệt là K2 thì nó giúp cho cái cái khoáng hóa cái bộ xương của chúng ta chắc khỏe, nó giúp canxi có thể gắn vào trong cái xương, đưa cái canxi đưa vào trong cái bộ xương được. Cho nên là những cái đối tượng mà còi xương thì coi chừng là thiếu vitamin K. và cái đối tượng kế tiếp đó là những cái người phụ nữ sau cái tuổi mãn kinh thì thường là bị do ảnh hưởng của nội tiết chất nội tiết tố thay đổi, oxygen thay đổi giảm đi, thì có thể là giảm cái hấp thu canxi và chính vì vậy bị loãng xương. thì chúng ta thấy là coi chừng là cũng do thiếu vitamin K à, và chúng ta thấy là một số các axit mật đó, thì nó uh, nó cũng làm uh, có một số chất nó sẽ làm cái uh, uh, ảnh hưởng tới cái axit mật. thí dụ cholesterolin nè cholesterol, này, cholesterol thì nó sẽ đồng thời vì nó làm giảm vậy nó đồng thời nó làm giảm cái cholesterol trong máu chính vì vậy á là nếu mà chúng ta sử dụng về lâu dài thì có thể là chúng ta sẽ làm cái ảnh hưởng đến cái lượng vitamin mà có trong cơ thể là vì chúng ta bị ảnh hưởng tới cái cholesterol đó à, chúng ta thấy ở một số người dùng quá liều vì một lý do nào đó họ phải dùng thuốc chống đông đó thì à, à, quá liều nhất là những cái bệnh nhân mà bị tim mạch đó, thì bác sĩ hay sử dụng cái thuốc chống đông với nhiều cái dạng nhiều cái chế phẩm thì chúng ta thấy là đôi khi là phải sử dụng một ít vitamin k để mà ngăn ngừa bớt cái tác dụng quá mức của thuốc chống đông đó lỡ mà chúng ta dùng thuốc chống đông quá liều đó, thì còn có cái vitamin k nó hỗ trợ đó thì để cho không có đưa đến cái chuyện mà bị tan máu, bị chảy máu trong cơ thể, cái cái loãng máu trong cái dùng sử dụng thuốc chống đông đó. Đó. Và một số người bị chấn thương là do chảy máu quá nặng, hoặc là những cái người phụ nữ bị băng huyết sau sinh thì đôi khi bác sĩ phải sử dụng tới vitamin K để mà giúp cho cái cầm máu cho nó tốt hơn để tránh cái sự mất máu trong cơ thể của chúng ta. À, như vậy thì à, một số quý vị sẽ đặt ra một cái câu hỏi như vậy thì cái dấu hiệu gì mà gợi ý nha cho, cho chúng ta thiếu vitamin K thì nó cũng thật ra thì nó cũng có một số các dấu hiệu và nó cảnh báo dĩ nhiên là không phải chỉ là cái những cái dấu hiệu này có thể là do chúng ta thiếu vitamin K nhưng cũng có thể là thiếu những cái vitamin khác nữa nha quý vị thành ra cái việc á, mà mà gợi ý này chỉ là để giúp cho quý vị là coi chừng coi chừng chúng ta bị bệnh nè chúng ta thiếu vitamin này nè chúng ta đến các cơ sở y tế thì bác sĩ sẽ là người giúp cho chúng ta tìm hiểu tiếp theo coi là chúng ta có thiếu thật sự hay không để chúng ta bổ sung cho quý vị thì chúng ta thấy là chẳng hạn như trên làn da chúng ta dễ bị bầm tím đó. Đôi khi chẳng biết là có đụng chạm vô cái gì không mà nhìn là thấy trên da là có vết bầm tím, đó thì quý vị coi chừng. Hoặc cái thứ hai là ở trên cái cơ địa của những người mà bị xuất huyết tiêu hóa, đó là bị chảy máu cái đường tiêu hóa. À, và một cái nữa là những cái quý vị mà hay bị chảy máu cam đó. Đó thì chúng ta coi chừng. À, phải đi đến bác sĩ tai mũi họng chẳng hạn. Chảy máu cam thì nó có nhiều nguyên nhân nhưng mà một trong những nguyên nhân đó thì coi chừng là chúng ta thiếu vitamin K hoặc là những cái người phụ nữ mà chúng ta thấy là à, cái chu kỳ kinh nguyệt của chúng ta đó à, chúng ta không không có những cái lý do gì mà 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 thí dụ như quý vị chẳng hạn như quý vị à, có nhân sơ tử cung nè thì khi mà có kinh nguyệt quý vị cũng bị à, chảy máu kéo dài cái kỳ kinh nó hơi kéo dài và cái lượng máu kinh nó cũng bị nhiều nè hoặc là ở cái những người mà sanh đẻ nhiều nè cái cơ tử cung nó bị suy yếu rồi, nó không có còn co siết chặt nữa thì có thể là cũng bị chảy máu nè, à, đó cũng chảy máu. hoặc là những người mà người ta có số người người ta đặt vòng thì cái vòng nó cũng làm cho cái máu kinh nó kéo dài ngày hơn, chẳng hạn đó. thì sau khi mà chúng ta loại hết những cái nguyên nhân đó, chúng ta không có những cái nguyên nhân đó mà chúng ta cứ bị là chảy máu kinh kéo dài thì quý vị phải đến tìm gặp các bác sĩ sản khoa để quý vị tìm hiểu xem coi mình có nghi ngờ là mình thiếu cái vitamin K hay không nha thì bác sĩ sẽ giúp cho quý vị về cái chuyện này hoặc là chúng ta thấy là những cái người mà đi xét nghiệm nước tiểu cứ thấy có máu ở trong nước tiểu hoài mà không không phải là viêm nhiễm cho quý vị thử nước tiểu ra không có viêm nhiễm gì hết đó nhưng chỉ có thấy máu trong nước tiểu thôi thì quý vị coi chừng là chúng ta cũng thiếu vitamin K đó à, hoặc là chúng ta thấy rằng khi mà bị bị mà chúng ta bị lỡ đứt tay nè bị kim đâm nè hoặc là bị đạp và đập đập miễn chai hay là gì có một cái vết thương mà chảy máu chúng ta thấy sao mà nó cứ rỉ rả hoài nó không có cầm máu được đó thì coi chừng là gợi ý là chúng ta có thiếu vitamin K hay không nha quý vị nha rồi như vậy thì khi mà chúng ta bị thiếu vitamin K chúng ta sẽ bổ sung như thế nào đây là một cái câu hỏi mà cũng uh, Uh, quý độc giả gửi về quý khán giả gửi về cho chương trình alo bác sĩ nhưng mà hôm nay bác liễu muốn giới thiệu ở đây là chỉ để cho mình nhìn với một cái góc độ là mình có một cái sự hiểu biết là cái vitamin nó sẽ cái nhu cầu nó sẽ là thay đổi theo từng cái cái cái, uh, cái độ tuổi theo từng cái đối tượng đó để cho mình có sự hiểu biết còn khi mà chúng ta bổ sung thì chúng ta không được tự ý bổ sung nha thì cái liều lượng à, chúng ta thấy là cái nhu cầu mà vitamin C cần nè. Chúng ta thấy trẻ mà từ mới sinh cho tới 6 tháng tuổi đầu đời thì nó chỉ cần khoảng 2 microgram, một cái đơn vị rất là nhỏ bé nha quý vị. 2 microgram cho một ngày. trẻ từ 7 tới 12 tuổi thì cần một cái số lượng nó ít hơn. Trẻ từ 9 đến 13 tuổi thì cần khoảng 60 microgram cho một ngày. Và nam trên 19 tuổi thì chúng ta cần khoảng là 120 microgram một ngày và nữ trên 19 tuổi thì cần khoảng là 90 microgram một ngày phụ nữ mang thai thì cũng cần khoảng 90 microgram một ngày và nếu cho con bú thì cũng cũng cái cái nhu cầu đó cũng không có thay đổi gì bởi quý vị biết là vì cái vitamin K đó cũng không có đi qua trên cái sữa cho nên nó cũng khẳng mất cái vitamin đó nó không mất vào đứa bé cho nên cái nhu cầu quý vị thấy đó cũng không thay đổi và khi mà chúng ta cần phải sử dụng bổ sung cái vitamin k thì quý vị nhớ nè chúng ta phải báo cho bác sĩ biết những cái tiền sử mà chúng ta có mắc bệnh về máu nha hoặc có bệnh về gan có bệnh về túi mật và ở những bệnh nhân có bệnh lý về đái tháo đường bệnh nhân về bệnh thật đó à, và chúng ta thấy là ở phụ nữ mà có thai á, hoặc là đang cho con bú thì À, khi mà dùng vitamin K thì coi chừng đây cũng không phải là một cái giải pháp an toàn cho mình đâu Cho nên là vẫn phải có ý kiến của bác sĩ chuyên khoa à, Thưa quý khán giả thì cũng giống như là những cái à, chương trình trước mà bác Liễu nói à, Vì với một cái tham vọng là đem lại nhiều kiến thức cho quý vị khán giả trong một cái đề mục Cho nên cái bài trình bày đôi khi là nó tương đối là khá dài Và sẽ được chương trình sẽ phân bố lại thành những cái uh, chương trình ngắn 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 để mục tiêu chi quý vị sẽ dễ nhớ nghe không nhàm chán và có một cái sự thu hút quý vị sẽ tiếp tục đón đợi những cái số kế tiếp để mình theo theo tiếp theo tiếp theo tiếp những cái kiến thức của một cái đề mục cho nên là mong rằng quý vị sẽ uh, đón để mà theo dõi những cái đề mục trong chương trình của alo bác sĩ xin cảm ơn